Hello, chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Phượng Vlog Sức Khỏe Là Vàng. Thì sau 2 ngày cuối tuần cũng là 2 ngày nghỉ ngơi để theo dõi cái mũi chích đầu tiên thì hôm nay Phượng đã trở lại và tập luyện như bình thường. Cứ sau 5 giờ Phượng lại tập thể dục và có những cái động tác nào hay và hữu hiệu cho tất cả mọi người thì Phượng lại ghi lại để cho mọi người cùng xem và tham khảo nhé. Thì hôm nay á, thì Phượng sẽ gửi đến cho các chị em vài cái động tác nhưng mà cực kỳ hữu hiệu đối với những người mà hay bị đau lưng, mỏi cơ lưng, đặc biệt là chị em mà ngồi làm văn phòng á, ngồi 8 tiếng mà với cái tư thế sai tư thế mà bị đau, bị mỏi cơ lưng á, thì thật sự đây là những cái động tác rất chi là hữu hiệu. Tại vì Phượng đã bị đau cái lưng này cách đây hơn 10 năm. Thì hồi đó là thật sự là cứ tưởng là đau gai cuộc sống hay là bị thận hay bị gì đó mà đau, đau lắm, cúi xuống cũng đau. Rồi mình cựa quậy nó cũng đau mà không biết tại sao. Thì một ngày nào đó Phượng sẽ livestream cho tất cả mọi người và kể lại cái câu chuyện bị bệnh đau lưng và cái cách chữa trị nó như thế nào. Thì hôm nay Phượng sẽ tập mấy cái động tác mà thật sự là cái lần đi khám đó bác sĩ đã đưa cho Phượng đúng một mảnh giấy và mấy cái động tác thôi, kêu nói là em không phải uống thuốc gì cả, em chỉ cần tập mấy động tác này tự động nó hết. Và mọi người hãy thử và đi theo chân Phượng nhé. Chúng ta bắt đầu tập nhé. Sẽ có tất cả là ba động tác. Thì động tác đầu tiên thì chúng ta sẽ co hai cái chân lên, tay duỗi thẳng với người và một chân duỗi thẳng và nhấc 1 2 3 4 5 đổi chân 6 7 8 9 10. Và động tác thứ hai là chúng ta chống chân lên và nâng cả cái lưng và cái mông lên nha cả nhà. Chúng ta bắt đầu này, 1 2 3 4 5. Mỗi động tác mình nâng khoảng vài giây lại hạ xuống cả nhà nhé. Đấy, và động tác thứ ba nữa là chúng ta rất là đơn giản thôi, tay vẫn khép về thẳng về người và chúng ta đạp đạp chân giống như đạp xe đạp trên không vậy đó. Và chúng ta sẽ duy trì ba động tác này, mỗi động tác 30 nhịp, 30 cái. Cứ mỗi buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ ấy, chị em cứ làm cho Phượng ba cái động tác này. Chắc chắn là bệnh đau lưng, cơ lưng sẽ biến mất mà mất lúc nào không biết luôn. Đây là kinh nghiệm và trải nghiệm cực kỳ tốt của Phượng đã trải qua. Đấy, thì đơn giản vậy thôi. Chúng ta cứ duy trì như thế. Thì chỉ với ba động tác như thế mà thật sự là cái bệnh đau lưng của Phượng đã biến mất hoàn toàn. Cách đây 10 năm thì thật sự là rất là bế tắc luôn. Phượng tưởng tượng như là mình đã bị đau một cái bệnh gì đó mà nan y luôn. Tại vì hồi đó đi làm cũng rất là xa, chạy xe máy rất là xa, rồi mình cứ sợ, mình cứ suy luận, suy diễn là đau 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 gai rồi là đau thận thận, nói chung là suy diễn đủ thứ. Nhưng mà khi đã lên bệnh viện khám rồi thì thật sự mà nói là bác sĩ đã có một cái bài thuốc tuyệt vời, không tốn một đồng bạc nào luôn, và đã đưa cho Phượng một cái phiếu với mấy cái động tác như thế thì về tập và đúng là cực kỳ hữu hiệu. Thì hôm nào Phượng sẽ livestream và kể lại cho mọi người nghe suốt cái hành trình và đau lưng như thế nào và chữa khám như thế nào và tập luyện như thế nào cho cả nhà xem nhé. Thì hôm nay video sẽ kết thúc tại đây. Nếu mà cả nhà thấy hay và ý nghĩa thì cho Phượng một like, một chia sẻ và đăng ký kênh để Phượng có cái động lực quay hàng ngày những cái video mới tiếp theo cho mọi người. Cảm ơn cả nhà. Xin chào.